Quý cô bác cùng các anh chị thân mến, ngày hôm nay thì Cực Bắc TV lại có mặt ở trong nhà em Pó. Hôm nay là đưa một vị khách đặc biệt đến thăm em Pó, đó là em Phiang Phiang Vlog. Phiang Phiang xin chào toàn thể quý khán giả trên kênh của anh Cực Bắc TV. Phiang có biết em Pó một thời gian cũng khá lâu rồi, nhưng mà do chưa có điều kiện đến thăm em được. Bên này hả anh? À, đi đường dễ mày. À thế à? Phiang Phiang ấy thì là trước đây thì cũng giúp em Pó, như là khi mà vợ em Pó nằm viện ấy, thì là em Phiang thì là khi mà vợ em Pó nằm viện thì là không có ai để giúp ở dưới, thì em có nhờ em Phiang Phiang. Đấy, thì nhờ Phiang Phiang là giúp là hỗ trợ em Pó cũng như là vợ em đấy trong cái quá trình nằm viện dưới Hà Giang, cái khi mà vợ Pó suy thận. Nhớ mãi cái câu Phiang Phiang nói là phải ăn cơm không ăn mì tôm. Nhà Pó đó, từ đây vào còn xa không anh? Từ đây vào nó còn khoảng 400-500 mét đấy. Cảnh ở đây nhìn đẹp, bình yên nhờ. Đầu giờ chiều, bây giờ tầm 1 giờ, 2 giờ, bà con bắt đầu đuổi những con bò đi ra cánh đồng để cày cái ruộng ngô. Mùa này thì chắc mọi người sẽ không trồng ngô nữa mà trồng, chỗ này đang thấy trồng tam giác mạch này nhờ. Đúng rồi, đây là trồng tam giác mạch, bà con lấy cái trồng đây, khu này thì chắc là không có khách du lịch rồi. Bà con trồng để làm cái nguồn thức ăn cho vật nuôi ấy. Với cả cái cây tam giác mạch này, mọi người có thể làm bánh tam giác mạch, nấu rượu tam giác mạch, hoặc là có thể là cải thiện về đời sống tinh thần, có hoa lá cành, cây cỏ cho thôn cho bản đẹp lên. Nhà Pó này là hoàn cảnh cũng vô cùng đặc biệt, đó là Pó thì phải ở với ông, mẹ thì mất sớm, bố thì đã bỏ đi Trung Quốc cũng khá lâu rồi, không thấy về. Chứ Hà Giang đang ở đây em ạ. À, có cả em Chứ à? Đây, xe đây. Ồ. À. Ôi. Chứ. Chào người đẹp, đang làm gì đấy? Em vào hôm nào không báo anh? Vào một lúc à? Ờ, anh chào. Nay anh đưa khách đặc biệt đến thăm thăm Pó. Ờ. Nhận ra anh không? Nhận ra anh không? Anh không nhận ra đâu. Không nhận ra anh á? Wow, đây có cái cây này, đậu tương à? Hay là đậu Hà Lan đây? Con chào bà. Bà không biết chị bao hài à? Đây có hai mi nhỏ nhỉ? Thôi mình để chẳng à, đây. Đây có bánh, có kẹo đây. Giúp em cầm đây. Mi nhỏ nó tha. Chị nằm mó tha. Ô, con chỉ lấy cái ra. Mó tha. Rút ta mà, rút ta mà. Sao xanh tin nâu à? Nhưng mà mặt của con bà phải rửa nhá. Rồi dép một cái lại cầm tay này, sợ rơi à? Đây là cây đậu gì anh? Cây đậu này là đậu cô ve. Bà con trồng cái này rất là nhiều, lấy hạt về để nấu canh trong tàu mùa đông. Chúa. Làm tàu chúa? Không, cái này không làm tàu chúa được. Vùng cao thì cây gì cũng thiếu, có thể thiếu, trừ cây ớt. Ôi giời. Không ai trông à? Không ai trông già à? Ngồi đây vặt lá chuối này. Đây, chào con nha. Con của Báo đây à? À, con của ấy à? Con của Pó. Pó đây à? Ừ. Ngồi đây con, đi vào trong này nó tha. À, xin nhắc chào nhá. Đây là vợ của Pó đây đúng không? Ôi giời. Xin chào nhá. Sao lại ra ngoài này ngồi? Có ít bánh kẹo với tất cho trẻ con. Sao lại ra đây ngồi này? À, chị bao hài à? Vừa đẻ xong đấy. À. Đi vào nhà đi. Đẻ được bao nhiêu ngày rồi? Được hơn một tuần. Thôi thì đừng ra đây gặp gió. Nhưng mà buổi trưa này cũng ra nghỉ một tí cũng được. Cho phơi nắng, đỡ bị vàng da.
cả trẻ con nữa. Đây là đang làm chuồng bò à? Ừ, đây, mọi người đang thi công cái chuồng bò. Chào em. À, xin chào. Chào nha. Bắt tay cái nào. Bắt tay cái. Tay này có mic. À, mọi người nhé, đây thì hôm nay vào đây thì em đưa em Phen Phen vào đây để thăm em Pó đấy, cũng như là hôm nay tiện vào thì cũng xem qua về cái mặc nhiều áo thôi, cái việc triển khai xây dựng cái chuồng bò nhà em Pó, đào mấy cái mố cột à hả Pó? Bao nhiêu cái? 5 cái là 4 cái 4 góc với 1 cái ở giữa. 3 cái ở dưới. 3 cái ở dưới. 2 cái ở trên này à? Vâng, chào anh. À, chào anh. Đào đến cái phần đất thịt chưa? Ê đồ, từ đây xuống rồi. Đến đấy rồi à? Đây là em Pó, thợ xây. Đội thợ là lần này là có thêm xây làm à? Và đào gì đấy? Có vàng không? Có vàng không? Mọi người cố gắng đào xong cái móng này nhá, ngày mai vật liệu vào là tập trung chuyển vật liệu nhá. Xong rồi. Xong cái nền này là chưa đạt yêu cầu của em đâu. Mai mới vào. Hả? Mai vật liệu mới vào. Bởi vì là hôm nay bên cung cấp vật liệu ấy, cả ba xe người ta là chở trong khu vực thị trấn. Cái này theo anh nhá, cho anh em hạ bớt cái nền xuống nữa. Hạ xuống. Như này là chắc chắn là lợp mái lên nó sẽ cao. Mà tất cả mọi người, các cô chú anh chị là muốn là cái mái chuồng bò của nhà Pó này thấp hơn cái chỗ mà em đang ngồi kìa. Bằng cái này không? Bây giờ nó chỉ bằng cái này, cần thấp hơn cái này. Có bằng không? Bằng, bằng là bằng cái chóp đấy, không phải là cái đoạn mái đâu nhá. 2m7 mà. Bao nhiêu? 2m7 thôi. Em trách nhiệm nhá. Anh em trách nhiệm. Hả, đang làm gì? Làm rào à? Chuồng ổn định chưa? Ờ, anh xem qua cái chuồng nào. Đấy, cái chuồng bò này là cái chuồng của em Xính. Thì chuyển từ cái phần đất trên này đấy. Trước là trên phần đất của em Pó. Thì là em Pó được hỗ trợ cái chuồng bò mới. Thì là Xính nó chuyển cái chuồng bò nó xuống đây. Đó. Thì là chuyển lợn ra đây nuôi à? Vâng. Trước đây là Xính nó chưa chuyển xuống thì nó quây một tí tí ở đây này. Đấy, một tí tí ở góc này để nó nuôi lợn. Đấy, còn bây giờ chuyển xuống đây rồi thì là nó cho lợn vào một ô, như bò một ô. Ơ thế thế. Bên này không làm nốt à? Bên này chưa có tấm ván cho vào. Tấm ván thì tấm trước của cái chuồng trên đâu? Lại lót đây à? À. Trước là bò thì mình nuôi ra bên này, nhưng bây giờ chuyển sang bên này thì nó cần cần tí. À, thế chỗ này cũng nhốt được 2-3 con mà. Bò thì chỗ này 2 mẹ con. Đấy. Mình tách ra thì lại nuôi một con ở đây. Đây một ô nữa à? Đây một ô nữa. Em kè đằng sau chứ hay trồng cây và để cho nó không bị sạt lở chứ? Kia thì em để có điều kiện. Tiền thì mình khoảng bán bằng khoảng con lợn hay con bò thì mình kè giá xong rồi cho xe xây gà trồng lên không đủ 3 cái cột để dưới. À. Đấy. Kim cộng lực các thứ để đây làm gì? À, em thôi đánh hôn nọ anh em ra hỗ trợ thì mình đóng ở cái thanh xà để mình À cái thanh xà ngang mà mọi người hôm chuyển chuồng là cùng nhau dô ta bê xuống đây đúng không? Vâng. À. Ôi, chắc đẹp rồi, nhưng mà tìm ở nhà không làm gì, lấy cái đá xếp vào đây này để chặn cái phân. Rồi, xong trồng chuối ở đây. Chuối trồng đây thì nó không được mát mà em ạ. À. Chuối thì nó mọc nhanh với lại nó phát triển nhanh thì
Nó hơi chê chê vào phân thì phân nó không khô mà. Không khô à? Cái đèn điện này tối sáng không xí? Vẫn sáng bình thường anh. Nhưng mà có sáng không? Có. Sáng trưng không? Sáng đủ chưa? Đủ rồi. Đủ không? Có sáng xuống sân nhà em không? Không đến, nhưng mà đến đoạn này, cái đoạn đường. Đến đâu? Đường. Sáng cả đường vào gì? Cái sáng đấy bởi vì chỗ này nhà em khuất cái mái này này. Nói chung là nó hơi dịch dịch sang bên đáy. Ờ à, dịch sang thì bên đáy rồi thì nó không không bao giờ nó sáng hẳn sang bên đầu bên kia được. Ờ à, thì nó sáng ở kia đấy. Cái bảng xuống dưới tí. Thế sáng trung bò không? Trung bò thì nó sáng bình thường. À. Sáng cả trung bò đúng không? Cắm ra góc đấy là bởi vì là cái đường đi vào ở kia. Trổi rồi nhưng mà đây là hạt chứ, nó cái hạt này nó quét nhiều nên là rụng ra. Thế. Bao giờ nó rụng hết cái hạt này ra thì mới tốt đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Không phải trổi rơm mà cây gì ạ? Cái này là cây cao lương. À cây cao lương à? Ừ. Giống hạt lúa mì, lúa mạch nhỉ? Đấy. Ừ. Đây trên này bà con gọi cây này là cây cao lương nhưng mà không biết cây cao lương có phải là cây này không? Có phải xách nước ở đâu về? Ờ, kéo từ nhà ông mua về. Ờ. Giờ tóc cũng dài rồi, chỉ để cắt đi thôi. Nước này là kéo ngay trên nhà. Ông có bó này có nói được tiếng phổ thông không? Cháu chào ông nhá. Ông nói được tiếng phổ thông không? Ờ, chipo hả? Dạ. Ôi tay ông làm sao kia? Rồi. Ông làm mà mạ thôi, làm cẩn thận nhá. Cắt gì ông cắt lá chuối làm gì? Cho nó quang, cho nó thoáng. Này đứt tay kìa, mà có thuốc gì lấy đi. Xem cái lấy lá thuốc nào ấy kìa. Cây nào ấy? Đây này. Cái này có lấy được không? Lấy được mà em. Đây này. Đây này. Treo ở đây để hút thôi chứ, không làm gì đâu à? Treo ở đây để. Đây em lấy vò ra xong là đắp vào tay là được. Lấy đi. Đây em vò ra đắp vào tay cho ông. Cái thuốc nào nó cầm máu cực kỳ tốt. Hai con à? Mổ đi, bảo ấy mổ đi. Mổ rồi nướng nhỉ? Nướng hay cái gì cứ đi mổ ra. Được chưa? Này là ông đi cắt lá chuối là bị rách tay. Ờ ông đi vào trong nhà nghỉ đi. Không làm nữa đâu. Cứ một chè hả? Bó này ngoan nhỉ? Ở với ông ngoan hiền. Nhiều lúc anh quát cho rồi im miệng thít không dám nói, đúng không dám nói. Chứ phải đi bao nhiêu lâu thì từ nhà em sang đến đây? 2 tiếng. Từ Mèo Vạc sang. Vì là lúc lạnh thì không đi. Em đi từ sáng à? Em đi từ sáng. Ồ. Mùa đông này thì ở trên vùng cao nó không khí nó lạnh. Chứ hôm qua vào nó lạnh. Có gió một đêm xong. Mình mà cứ về muộn tầm 5-6 giờ chiều mình đi nhá. Bắt đầu sương nó xuống, xong rồi không khí nó cũng xuống, nhiệt độ xuống. Lạnh buốt hết đầu, buốt hết tai. Cái này là mình đào làm cái hộp rầm luôn đúng không? Vâng. Mệt không say? Có chứ. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái này là đờ, ấy anh vào. Đá. Cái này là đá à? Đá. Đá non đúng không? Đá non. Đấy, cuốc quạc quạc. Được đây, phần đến phần đất thịt. Xay làm được mấy công rồi? Nay là ngày đầu ấy mà. Không, ngày đầu à? Vâng. Vẫn là bốn thợ nhỉ? Vâng. Thế cái chú gì kia đâu? Sử á. Sử. Hôm nay thì đi làm ở đâu rồi đấy. Đi làm rồi à? Vâng. À, có xay vào thêm đúng không? Vâng. Làm chuồng bò nhà Pó thì là vẫn là cái đội thợ mà đội thợ này là mấy cái anh ở trong xóm nhà Pó đấy thôi. Chuồng này là nó mê mê thôi, nó không phải là to. To bằng chuồng nhà anh không? Hả? To bằng chuồng nhà anh không? Như nhau mà. Ô, em nhìn nhìn ở đây nhìn mấy góc này thấy bé bé mà to bằng chuồng nhà anh à? Bàn này à. Gian là 2 mét rồi. Nhà anh là cũng có 4 gian. Vâng. Thì là 2 gian nhốt bò. Vâng. 1 gian nhốt lợn. Vâng. Còn 1 gian là để người vào bón cơm cho bò. Vâng. À. Đấy. Thì, chuồng nhà chuồng bò nhà Pó thì là giống chuồng bò nhà anh và đây thôi. Anh Sò. Ừ. Đấy, chuồng bò nhà Pó thì là giống chuồng bò nhà anh Sò đấy thôi. Thì cũng có 4 gian. Hai cái gian ở phía đây này, một gian ở trước chỗ anh đang đào đây, một gian ở góc kia là để nuôi bò. Còn phía bên này thì là để nuôi lợn. Còn ở góc này á là cái sẽ là cái đường đi vào này. Quay cho các bác xem. Đó. Cái đường đi vào sẽ đây, đi từ kia vào. Đó, vào chỗ này thì là cái chỗ mà để chạc cỏ bò cũng như là nếu mà nó tiện thì là làm cái bếp lên để đun thức ăn cho bò luôn. Đấy, cám đun cám lợn đây luôn. Còn ở góc này này. Đấy. Góc này thì là em sẽ xem là cho Pó làm cái chuồng gà ở góc này. Đấy, chuồng bò đây có một cái chuồng gà nhỏ nhỏ ở đây gọi là chỗ để nhốt gà đó. À, mấy anh em thợ ấy, đào xong cái móng bên cái chuồng lợn rồi thì bây giờ đang sửa lại cái đường để mai tiện chuyển vật liệu vào. À, mai là vật liệu của cái chuồng lợn nhà mình là đủ hết đấy nhá. Là anh chuyển hết vào đây để anh em làm. Vì là mai thì là anh sẽ bận ở bên Tắc Tằng, bên chỗ nhà bé Hiếu ấy. Chứ là sẽ phụ trách cái chuồng bò của nhà em Pó. Mấy anh em sửa xong đường là về nhà tắm rửa xong là quay lại ăn cơm nhá. Vâng. Nhá anh Sò nhá. Vâng. Ui, cây này sao trong nó đỏ đỏ này, cái dạ. Này. Đây là tường. À, nhìn như máu ấy nhỉ. Phải máu á. Ờ. Khóc rồi. Cây này nhìn màu mè đẹp hết đấy. Màu đẹp. Nó to ra. Được chưa, xe máy vào được chưa? Vào được. Vào được đúng không? Xong rồi đúng không? Xong rồi. Ngày mai vật liệu sẽ là để ở bên ngoài, bên chỗ đầu nhà chúng mua chỗ cái là vừa rồi em với lại em Thanh Trang hai anh em đỗ xe đấy.
sau đó là anh em thợ sẽ chuyển từ đấy vào. Đấy, anh em vừa sửa đường. Sửa đường mai tiện chuyển vật liệu vào. Anh em chuyển sửa xong cái đường là mai xe máy thoải mái vào đấy nhỉ. Thì là bó mai bó ơi, mai bỏ cái tách nước kia lùi vào đi. Mai anh em người ta chuyển đố nó tiện nhá. Anh em Sơn. Xin chào các bác kênh Cực Bắc TV nhá. Em ấy là một cái YouTuber của kênh Đá Cao Nguyên ở gần nhà em. Mấy anh em chơi với nhau cũng khá lâu rồi. Hôm nay thì là Sơn với lại em với lại Phen Phen vào đây. Thì là có mua hai con gà để mời em Phen Phen cũng như là mời mấy anh em thợ. Này sẽ đãi mấy anh em món gà nướng. Gà nướng thì trời bạn lạnh lạnh thì ăn gà nướng hợp lý. Gà nướng gừng. Để cả con nướng nhé. Chứa để cả con tí xiên này. Xiên nó quay. Bốc than xiên nó quay. Ăn cho nó nóng. Nhưng mà nóng. Ui cái này hơi khó cháy. Béo. Bây giờ đang đốt lửa. Lát nữa chắc tầm 4 rưỡi 5 giờ nướng. Tầm đây nướng bởi vì anh em thợ người ta làm xong người ta về rửa ráy chân tay xong người ta mới quay lại. Chín chưa mấy anh em? Chín rồi. Ờ mấy anh em thợ đến chưa? À, thợ ở đâu? Hả? Chưa thấy này. Ờ thế thợ không đến à bói? Thợ nó chắc giờ này ăn ở nhà rồi. Ôi. Này mang vào được rồi nhỉ? Mang vào đi. Bày mâm chưa? Bày rồi. Đẹp nhỉ? Chín rồi. Chín chưa? Chín rồi, vàng ươm rồi này. Gà rồi. Nướng hạt dổi mắc khén với cả mật ong nữa trên than hồng khoảng tầm 45 phút. Chín rồi. Chín rồi. Chín rồi. Tiến không? Mọi người mang vào chặt đi được rồi ấy nhỉ? Mang vào chặt đi. Ơ, cái mâm lúc nãy đâu? Đây, 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 em chuẩn bị bên trong rồi. Đấy, mâm người vào đây với em. Có đèn sáng nhỉ? Ồ, đèn này sáng. Được không ạ, Phe Ăn? Cái ánh sáng nó có bán kính khoảng tầm ra kia chắc phải tầm 15m, đằng này 15m. Thế cả cái chu vi này mất khoảng tầm 30m. Đèn này cực sáng. Cực sáng mà 5 bóng mà. Ừ. Đèn này sáng hết cả sân luôn này. Ừ. Xuống cả ra bên ngoài này. Đấy thì lắp ở đây nó hợp lý mà. Xuống tận dưới chỗ cái chuồng bò nhà là xính ấy. Chủ yếu là khu bếp này, xong là từ sân đi ra này. Cửa nhà đây. Cửa nhà đây. Ui này sáng trưng luôn. Còn nó sáng được nhiều phía, còn cái loại kia nó chỉ sáng được một bên thôi. Thế là hợp lý rồi đúng không? Lắp cái đèn này. Là xé hay chặt nhỉ? Chặt. Ừ, xé đi, để vào xé đi. Cảnh gặp. Quả món copy của mình đâu rồi? Bắp đi xào lòng gà ấy. Ờ. Cho được, cho được, cho cả. Đấy chào. Rau cải này ngọt lắm nhỉ. Yeah. Đúng vụ luôn nhỉ nhỉ. Phải luộc. Mùa này là ngọt, ngọt nhất nó mềm. Nó mềm. Ừ. Đến cái mùa sương xuống thì ăn nó giòn. Kể cả cây bắp cải ở trên này nó cũng khác với cả cây bắp cải ở dưới xuôi. Ở trên này nó lạnh, nó quặn trong xương. Cái đũa đâu rồi, bó ơi? Đây. Đây là cái muôi múc. Được mà. Đây, đũa đây. Giờ chắc là chặt gà nhỉ? Ai bạn làm chặt? Chặt hay là để xé? Ờ để xé cũng được. Ừ. Cái bắp bi này à? Đây là bắp bi chuối ấy. Xào với cả lòng gà. Đấy. Bi chuối xào lòng gà, nãy mang ra mâm đi. Mấy khúc khô nào
Chén hết rồi. Sôi rồi, sôi chưa? Cho xong, cho xính ba đứa con xính. Phèn phèn mua thêm 5 cây xúc xích à. Đây không có ớt đâu đúng không? Không có ớt. Ớt nằm trong này. À. Xôi chưa bỏ, xôi rồi múc ra thôi. Để anh nấu cho em đi ra lấy chiếu đi. Giải chiếu đây. Ồ, nó không được làm nó. Em mang con cặp này cho. Đi. Đi lên trên nhà ăn đi ông cơm. À, mọi người vào cơm. Tá đổ. Tá đổ. Tá đổ. Đi em mời bảo ông lên đi. Lên chứ hay bảo ông lên. Anh đâu em cho bát nước chấm đây. Nhưng mà bắt tay mà. Nhưng mà tao phải mong ngôi. Sao nó sợ à? Lấy cái anh quan nó sợ không? Cái múa, múa. Nó mở. Nó mở. Nó mở. Em ơi, ngồi đi em. Chứ lên vào đi em. Lên chứ lên đi. Chứ lên vào đây ngồi đi chứ lên. Cái mì ăn cơm chưa? Nó ăn rồi. Nó ăn rồi à? Vâng. Bẻ thêm một cái đùi gà cho nó. Ừ, nó. Cái này không không ăn, không ăn được. Không được ăn á? Vâng. À. Chú lên ngồi đây. Hôm nay là cái sân chưa láng được. Thật ra thì anh là muốn ngồi sân bởi vì là thật sự cái đèn ở ngoài kia nó còn sáng hơn là cái trong nhà này cơ. Đúng rồi, ngoài kia sáng hơn. Ừ. Huy đâu ngồi vào đi. Huy to cho Huy ngồi một góc. Nó ngồi đây được rồi. À. Cái con dao nọ anh ấy rồi. Chắc chỉ đang ăn thôi. Vậy em ăn cơm rồi à? Không lấy dao, dao xỉa. Ông ơi, bảo ông lên đi con. Đi làm nó. Sao ấy, chó sủa gì ấy? Có khách à? Đây là... chị gái. Chị gái á? À, anh tưởng là bé tí như này chị gái. Bà ngoại của vợ phó. Bà ngoại của... Lôi! Niên niên lò! Lò lò đi à? Nó mỏ à? Ờ, nó mỏ. Nó mỏ đẹp phở. Bà ơi! Nó mỏ à? Nó biết hẳn á. Không, bà ngồi xuống. Ồ, giỏi mi chi mà. Giỏi mi chi mà. Bà đi đâu đấy? À, bà lấy ghế à? À, chắc không ngồi được đấy. Bà ngồi đi bà. Cùn em. Cùn đảo ngồi đây đi con. Hôm nay anh em mình đạo diễn quả này hơi được. Đây là món tối hôm nay chỉ có gà nướng. Gà nướng. Với lại món bắp bi chuối xào lòng gà nhé cả nhà nhé. Đấy mọi người dùng đấy nào. Mọi người ấy đi em ai xé được cả dao dao bé bé. Xéo đâu không? Cái kéo ấy. Kéo. Vẫn dao để chỉa khớp. Qua video của anh Cực Bắc TV, các anh cũng cảm ơn bởi vì cũng có cơ hội ngày hôm nay nên thăm gia đình nhà em có cũng được ăn cơm với gia đình, gặp ông và có vợ và có. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, Phèn đã gửi lời cảm ơn thì bây giờ làm cả gia đình cũng mời bó thôi. À nhầm. Đấy. Thì hôm nay là em Phèn lên đây vào thăm gia đình nhà em bó thì cũng rất trùng hợp là hôm nay em chứ vào đây thì cũng để làm cái chuồng bò. Thì là mấy anh em cũng mua 1-2 con gà về làm cơm để giao lưu.
Sao bà nói gì đấy hả? À, có hả? Thôi em lấy đi, lấy đồ ra, lấy đồ cho đi, lấy tay vào. Em để ăn đây. Em anh một ăn cái này đi. Có lấy cho bà chưa? Lấy cho vợ chưa? Ừ, lấy ạ. Đây đúng không? Ừ. Hơi bùi. Mệt nữa. Cái này có khi đổ luôn cả cái này. Lấy đi. Bốc đi. Ăn nó cho mình tắt tướng vào. Thôi béo. Thôi mời mọi người đi. Ăn đi. Còn ngồi gì đây? No. No. Bò chưa? Bò chưa? Nó cay tê. Ăn đi em. Mọi người ạ. Em ơi, bỏ em ăn đi. Để cho đây đây, công này cho đấy này, để con này. Bỏ, cho vợ bỏ đi. Rồi mời mọi người nhá, mọi người ăn đi nào. Chủ nhà ăn đi. Chú ý để cho vợ mà vợ chưa ăn thì tí nữa vợ ăn. Em ăn đi. Bỏ ăn đi, ông ăn đi. No. No. Ăn đi em miếng. Em xin. Ngon không hả bỏ? Ngon anh ạ. À. Mời mọi người á và toàn thể khán giả của kênh Cứ Bắt TV nhé. Phát thanh cho tôi cảm thấy cho ông nói cảm ơn à? Bảo ông ăn đi. Không... không phải cảm ơn đâu. Cho xin chờ. Bỏ bỏ chờ. Trong này thì bà con ít khi ăn thịt gà nướng mà mọi người thường thường là làm luộc lên sốt lá chanh đấy. Sốt lá chanh hoặc là thịt gà bóp muối, kiểu luộc lên xong chặt ra bóp muối. Thực ra ngày hôm nay anh em ăn cơm thời điểm này là cũng khá muộn so với ngày nay là đổi món. Thường thường là ở trên này mấy giờ mọi người ăn cơm mà có? Đây được 5 giờ. 5 giờ hậu dậy, bây giờ 6 giờ 30. Quá ăn 1 tiếng rưỡi rồi. Rồi mọi người ăn cơm nhé. Ăn đi. Xin mời mọi người dùng bữa nhé. Thì video của em xin được phép kết thúc tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Em chào anh nhé. Chào chào ông nhé. Vâng, vâng. Chào chào Mô Che. Cháu đi đây. Vâng, chào bó nhé. Em chào anh nhé. Vâng, hẹn gặp lại nhé. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Anh về nhé. Cháu đi đâu? Tu Mô Che hả? Tu lo thiêng hả? Chào anh. Nhớ lo hả? Chào tất cả khán giả nhé. Chào bó nhé. Chứa lại đây đúng không? Em đấy. Vậy nhá, anh về đây. Thì sáng mai vật liệu thứ vào thì em chủ động nhận cho anh nhé. Bởi vì mai anh xuống tắc tăng bên dưới kia.